Xin kính chào tất cả anh chị, rất vui được gặp lại mọi người trong video tiếp theo trên kênh của Hoàng Long. Thì như anh chị đang quan sát là trên bàn em đang để hai cái mẫu đèn cùng với là công suất 100W. Thì hôm trước thì em có giới thiệu và chia sẻ về cái mẫu đèn bóng úp này, công suất 100W, giá chỉ có 450.000 thôi. Tuy nhiên thì trên cái gian hàng của công ty Hoàng Long hiện tại cũng có một mẫu đèn 100W nhưng giá là 680.000. Chính vì vậy sau khi mà lên video này có một số anh chị vào bình luận, ông bảo là tại sao cũng là 100W mà cái này rẻ thế? Thế thì tội gì không mua cái 450 này, làm sao mà phải bỏ ra là 680 để mua cái đèn này? Thế thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ làm video để so sánh, đánh giá cho anh chị chi tiết về hai cái mẫu đèn này. Thì khi nào mà chúng ta lên lựa chọn mẫu đèn nào và cái giá cả nó chênh nhau như vậy thì nó có hơn gì không? Và xin mời tất cả anh chị cùng bắt đầu video này với em. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ so sánh về cái vị trí và cái diện tích để lắp đặt hai cái mẫu này. Thì thứ nhất là cái mẫu đèn búp này thì nó chỉ phù hợp để anh chị lắp trong nhà thôi, bởi vì anh chị có thể nhìn cấu tạo của nó bằng vỏ nhựa, thì nếu mà chúng ta để ngoài trời lâu ngày thì nó sẽ không bền, và thứ hai là cái độ chống nước của nó cũng sẽ không tốt anh chị ạ. Cái mẫu này nó chỉ có gọi là hơi mà chúng ta nước nó bắn vào thôi thì nó không sao, nhưng mà nếu chúng ta để mưa thì chắc chắn là cái mẫu này nó không thể chống được nước và nó sẽ bị hỏng. Và cái diện tích mà chúng ta có thể chiếu sáng thì nó chỉ phù hợp khoảng từ 15 đến 20 mét vuông. Do đó thì những cái không gian mà nhỏ, ví dụ như phòng vệ sinh hoặc là chuồng gà, chuồng vịt đấy, cái trang trại hoặc là lối đi ở dưới các cái đường đi mà trong cái gian chuồng trại đấy, thì chúng ta có thể lắp cái bóng này thì nó có thể chiếu sáng đi lại được bình thường anh chị ạ. Đây, còn ví dụ như chúng ta lắp ngoài trời thì nó không phù hợp. Thế còn cái mẫu bên này cũng 100W, bởi vì giá nó cao hơn anh chị ạ, nên là anh nhìn chị nhìn cái cấu tạo của nó cũng khác biệt, thì nó có thể lắp ở ngoài trời được. Và cái cấu tạo của nó thì hoàn toàn là bằng vỏ nhôm đúc nguyên khối. Đấy, anh chị nhìn đằng sau bằng vỏ nhôm đúc nguyên khối, bên này vỏ nhựa nhé, còn bên này vỏ nhôm, và đằng trước là bằng kính cường lực. Do đó thì cái việc mà chúng ta có thể để trong nhà hoặc ngoài trời thì nó vô tư, nó không có vấn đề gì, và cái việc mà chúng ta lắp đặt thì nó cũng có thể thoải mái hơn. Không gian diện tích của chúng ta có thể chiếu sáng từ 30 đến 50 mét vuông, tức là gần như là gấp đôi cái mẫu này. Nên là anh chị thấy là cái giá tiền nó chênh nhau một chút thì nó cũng có sự khác biệt, là 680 và 450 thì nó sẽ có cái diện tích chiếu sáng là khác nhau, và thứ hai là về cái vị trí lắp đặt thì cũng khác nhau. Điều khác biệt thứ hai đó chính là về cấu hình của từng đèn, thì em sẽ đọc qua cái thông số để anh chị có thể tham khảo. Với cái mẫu này thì chúng ta sẽ sử dụng là hai viên pin dung lượng là 12.000 mAh và sử dụng 60 chip LED 5730. Đấy, thì cái chip LED này em cũng đã từng tháo ra cho anh chị xem rồi, và kết cấu của nó bằng vỏ nhựa. Đi kèm với nó sử dụng là cái tấm pin năng lượng kích thước là 29x35. Đấy, kích thước cũng tương đối là nhỏ nhưng mà nó lại vẫn phù hợp để sạc cho hai pin này, thì cũng cam kết là đủ thời gian để sạc cho anh chị sử dụng trong vòng từ 10 đến 12 tiếng sạc đủ anh chị ạ. Bởi vì cái mẫu này em cũng đã test rồi. Đấy, đây là kích thước của nó, và dây của nó thì cũng là dây 5m. Đấy. Đây là về tấm pin. Về cấu hình của mẫu bên này là như vậy. Còn cái mẫu 100W pha nhôm này thì cấu hình hoàn toàn khác. Nó sử dụng là 125 chip LED, vị trí chip LED là gấp đôi cái mẫu này. Đấy, mẫu này 60, cái mẫu này 125, và cũng là LED 5730. Bên này thì sử dụng thông số là 3 viên pin dung lượng là 18.000 mAh và có hệ thống vạch 5 vạch báo pin ở trên này. Chất liệu của nó thì cấu tạo bằng vỏ nhôm đúc nguyên khối và kính cường lực. Do vậy là cái việc mà chúng ta lắp đặt trong nhà hay ngoài trời đều thoải mái, nó không bị ảnh hưởng quá nhiều do yếu tố thời tiết, bởi vì chất liệu nó rất là bền bỉ. Thứ hai là về kích thước của tấm pin thì mẫu này cũng sử dụng tấm pin to hơn. Em có thể để bên cạnh cho anh chị xem. Bên này sử dụng tấm pin là kích thước 35-45, còn bên này kích thước nhỏ hơn, anh chị nhìn đây. Thì tại sao? Bởi vì ba pin thì đương nhiên là cái tấm pin nó phải yêu cầu to hơn thì nó mới đủ sạc được anh chị ạ. Đấy, thì chúng ta có thể quan sát, đây là về tấm pin. Đấy, đây là về khác biệt thứ hai là về cấu tạo của hai thân đèn. Cái khác biệt thứ ba mà giữa hai cái mẫu này thì nó sẽ có một cái ưu điểm rất là rõ ràng. Tức là về cái vị trí không gian lắp đặt thì cái mẫu này đặc biệt anh chị lắp ở trong nhà cực kỳ thích anh chị ạ. Bởi vì nó sẽ có cái cấu tạo bóng búp này thì nó giống như cái bóng điện ở nhà chúng ta sử dụng hàng ngày ấy, thì nó sẽ không bị chói mắt và nó sẽ không bị gắt trong cái quá trình chúng ta sử dụng. Và nếu mà có diện tích mà trong khoảng ví dụ 20m2 mà chẳng hạn thì chắc chắn là cái mẫu này nó sẽ tối ưu hơn anh chị ạ. Mặc dù là cái độ sáng thì mẫu này có thể nhỉnh hơn một chút, nhưng khi mà chúng ta lắp cái mẫu này trong nhà thì chúng ta sẽ bị chói mắt, em khẳng định với anh chị như thế. Và đặc biệt là trong những không gian nhỏ thì cái mẫu này nó sẽ tối ưu hơn cho anh chị về cái độ phủ sáng và cái độ chiếu sáng của ánh sáng, thì nó sẽ tỏa đều xung quanh y hệt như anh chị dùng cái bóng điện điện nó như thế nào thì nó như thế. Và cái bóng này cũng có một số anh chị hỏi em là nó bằng khoảng bóng bao nhiêu watt đèn điện, thì em cũng xin trả lời là nó bằng cái bóng khoảng 20W đèn điện nhé anh chị nhé. 20W đèn điện thì chúng ta sẽ tương đương với cái bóng như thế này. Đấy. Còn khi mà anh chị sử dụng
chọn ngoài trời thì đương nhiên là cái mẫu này nó sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối rồi anh chị ạ, bởi vì mẫu này để ngoài trời nó sẽ không bền và nó có khả năng bị ngấm nước đấy. Còn mẫu này thì sẽ ok hơn và cái không gian chiếu sáng của nó rộng hơn đấy. Thì trên đây là ba yếu tố khác nhau mà anh chị có thể cân đối để so sánh. Thứ nhất là về diện tích chiếu sáng, thứ hai là các vị trí lắp đặt, và thứ ba là cái cấu hình đèn. Nên còn cái thời gian sáng thì em cũng cam kết cho anh chị đều có thể từ 10 đến 12 tiếng rất là thoải mái vô tư anh chị ạ. Và với cái giá tiền chênh nhau khoảng 680.000 cho mẫu này và 450.000 cho mẫu này thì anh chị hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn làm sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta. Còn cái việc mà chất lượng nó có tốt hay xấu hay không thì anh chị yên tâm rằng là khi mà đã mua hàng bên công ty Hoàng Long thì bên em đều có phiếu bảo hành cho anh chị luôn. Đấy, cả những cái sản phẩm giá rẻ và những sản phẩm giá cao thì đều có phiếu bảo hành chính hãng cho anh chị yên tâm. Và cái quyết định lựa chọn là mẫu đèn nào thì nó sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Còn đôi khi không phải cứ mẫu đèn đắt là nó tốt đâu anh chị ạ, bởi vì đắt mà nó không phù hợp, ví dụ mẫu này mà anh chị lắp mà không gian nhỏ, diện tích bé thì nó sẽ gây bị chói mắt. Do đó thì cái nhu cầu của chúng ta là cái quan trọng nhất và anh chị sẽ phải chọn cái đèn theo cái nhu cầu anh chị nhé. Thì trên đây em đã làm một cái bài so sánh nhanh cũng như là giải đáp một số cái bình luận của một số khách hàng trên kênh sau khi mà em ra cái video về cái mẫu đèn búp này. Thì cũng rất là hy vọng qua cái video này thì anh chị sẽ hiểu hơn về hai cái sản phẩm cũng như là chúng ta dễ dàng đưa ra cái quyết định mà chúng ta lựa chọn cái mẫu đèn nào để sử dụng trong gia đình. Và một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Nếu anh chị có thể quan tâm về hai cái mẫu đèn này thì có thể liên hệ trực tiếp với lại công ty Hoàng Long theo số điện thoại là 0865999515 hoặc là truy cập trực tiếp vào website hoanglongsolar.com thì bên em có thể thông số và cả giá bán tham khảo tại từng thời điểm luôn được cập nhật. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.